vào nhà thờ chỉ thấy cha ra lễ và giáo dân thưa không thôi thì người ta sẽ không thể tưởng tượng được đây mà lại bảo là một giáo xứ phát triển. Phải có ca đoàn, và ca đoàn ấy, ở những giáo xứ như giáo xứ chúng ta còn phải tập, còn phải vất vả đấy. Các ca đoàn, các ca viên của các ca đoàn rất hy sinh và vất vả, vừa lo việc gia đình mà vừa lo cái việc chu toàn ấy, là ôn hát. Bởi vì có bao giờ hát mà mình không ôn đâu, hy sinh lắm ạ, rất là vất vả. Mà thường thường các ca đoàn ấy là phục vụ rất đều đặn. Ở trong giáo xứ thì còn có đội kim nhạc này, đội trắc này, rồi các hội đoàn này, rồi đội trống này. Nhưng mà ví dụ như là đội trống, đội trắc, kim nhạc, những khi lễ lớn thì các hội ấy phục vụ. Còn đều đặn ấy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em là các ca viên, các ca đoàn. Vì thế tối ngày hôm nay chúng ta, đấy cái lời mà một đấng bảo với tôi là phải thận trọng, kẻo mà cứ một mình ấy thì là mồi cho ma quỷ. Cho nên khi tham gia vào một hội đoàn rồi, kính thưa quý ông bà và anh chị em, các cha xứ như chúng tôi mà thấy giáo dân tham gia hội đoàn này, tham gia hội đoàn khác, ví dụ tham gia vào ca đoàn, trông thấy những người ấy tham gia vào ca đoàn là đã yên tâm rồi. Cho nên thường thường ấy, khi mà tôi gặp các gia đình mà đưa con em đến ấy, để làm thủ tục hôn phối đấy, nếu mà tôi mới về xứ đấy, hay là cái người đấy ở xứ khác đấy, tôi hay hỏi là ở xứ có tham gia gì không? Thưa cha, con ở đội trống, ví dụ thế. Thưa cha, con ở kim nhạc. Thưa cha, con ở ca đoàn. Thì tự dưng trong lòng của chúng tôi thành phần này yên tâm. Thế còn bảo với tôi, thưa cha, ở nhà xứ từ bé giờ con chẳng tham gia cái gì. Đây là cái đối tượng cần phải để ý. Biết bao nhiêu lần quỷ nó đã giằng lên giằng xuống rồi, bởi vì có lủi thủi một mình mà có tham gia cái gì đâu. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Cho nên ca viên, các ca đoàn là đối tượng mà các cha xứ rất quý mến và rất yên tâm, là bởi vì vào hội đoàn rồi. Đấy, vào hội đoàn. Và các ca đoàn thì đều có thánh quan thầy là Chúa này, Thánh Tâm này, Đức Mẹ này, rồi các thánh, yên tâm lắm. Và hôm nay chúng ta lại còn quy tụ để mừng Mẹ Maria hồn xác về trời, là quan thầy chung của tất cả các ca đoàn, như tôi nói là tất cả nhé, của cả xứ Hòn Gai. Thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, sướng lắm, sướng lắm. Cứ nghe thấy cái lời ngày xưa bảo là giáo dân, kể cả các đấng các bậc tu trì đấy, mà cứ lủi thủi một mình ấy, chúng ta cứ để ý mà xem, sợ lắm, sợ lắm, mồi cho ma quỷ. Thế còn cộng đoàn của chúng ta, các ca viên, các ca đoàn đã thành một cộng đoàn chung để mừng ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, gọi là phủ xứ đấy. Thì theo như tôi đấy, năm nay chúng ta mừng lễ ở đây, có thể sang năm ấy chúng ta sẽ mừng lễ đổi luân phiên ấy chứ. Có thể năm tới ở Hà Tu, không biết Hà Tu nghe thế thì muốn năm tới có xin đăng cai để mừng lễ quan thầy chung phủ xứ không nhỉ? Chẳng thấy vỗ tay gì. Hà Tu ấy. Đấy. Cứ Hà Tu này, xong đến Hồng Hải này, xong đến Hà Lầm này, xong lại về nhà thờ mẹ. Phải đảo như thế chứ. Nhưng mà chưa hết đâu. Theo tôi, 3 năm một lần, tất cả các ca viên của chúng ta phải lên đường để đi mừng lễ Mẹ hồn xác lên trời, quan thầy. Đương nhiên không trùng với ngày lễ 15 tháng 8, mà chúng ta sẽ đi trước hoặc đi sau để lên đường tới một giáo xứ khác để mừng lễ Đức Mẹ. Thế nó mới ý nghĩa. Mà tôi nghĩ là thường nhá, 3 năm một lần. Tại sao lại 3 năm? Bởi vì chúng ta đi liên tục ấy không được. Chúng ta trong những cái năm thứ nhất, thứ hai là những cái năm chúng ta dành tiền ấy. Bởi vì nhất đặc biệt các em nhỏ này, để dành, để rồi lên đường. Tôi thì tôi biết được là Hòn Gai, Hạ Long của chúng ta là vùng biển. Cho nên nếu mà lên đường ấy, lần đầu tiên ấy, phải lên núi Sa Pa. Đấy. Cũng đồng ý đi Sa Pa. Đúng rồi. Đấy. Thì có thể là 3 năm nữa chúng ta sẽ lên đường mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ở tại nhà thờ Sa Pa. Hoặc là ngay năm tới thôi, nếu đủ điều kiện, lên đường luôn. Lên đường luôn. Chuẩn bị tiền từ bây giờ. Vâng. Mà tất cả ca viên ấy mà lên đường ấy để mà mừng lễ Đức Mẹ ở tại nhà thờ Sa Pa, thường ấy các ca viên sẽ chuẩn bị kinh phí để lo đi lại mừng lễ. Tôi cũng sẽ lo kinh phí để giúp cho các ca viên, ca đoàn của chúng ta cùng lên đường để mừng lễ Mẹ ở một cái nơi như thế. Ở Hải Dương nhá, khi tôi ở đấy 15 năm ấy, ca đoàn liên xứ, bởi vì tôi hai xứ mà, cũng khoảng độ hơn 200, 250 các ca viên đã đi để
ở Cô Tô rồi này, Trà Cổ rồi này, Sa Pa rồi này, La Vang rồi này, và kể cả cả Cha Trương Biểu Diệp rồi nhá. Đấy, thế chẳng nghĩa Hòn Gai chúng ta thua. Thua thế nào? Hòn Gai của chúng ta còn phải đi ác hơn. Đấy, chúng ta có điều kiện hơn. Thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các ca viên, chúng ta phải thế thôi. Chúng ta vất vả nhiều lắm, vất vả vì gia đình này, chúng ta vất vả vì sứ họ đạo và cộng đoàn này, thì cũng phải quy tụ với nhau để có những cái giây phút bên nhau và bên Chúa, đặc biệt là dưới chân của mẹ. Chúng ta đã nhận mẹ Maria chung đấy, mẹ Maria hồn xác lên trời làm quan thầy, chúng ta là con của mẹ, đi đâu thì có mẹ che chở dẫn đường. Chúng ta đôi khi cũng phải sống chậm lại, gác lại các công việc của gia đình. Khi chúng ta có chương trình rồi, phổ biến ấy, thì các ca viên sẽ sắp xếp công việc chứ, để rồi chúng ta cùng nhau lên đường mừng lễ Đức Mẹ ở một nơi nào đấy, để chúng ta có những kỷ niệm đẹp với nhau, là thời kỳ mà mình còn tham gia, có những kỷ niệm đẹp là thờ phượng kính mến Chúa, cùng nhau đi chảy hội mà mừng lễ Đức Mẹ. Thì tôi nghĩ là những kỷ niệm đấy đẹp lắm. Chúng ta cố gắng tạo cho nhau cái bầu khí đạo đức thánh thiện, cùng nhau quy tụ lại ở bên nhau, bên Chúa, bên mẹ. Thì kính thưa tất cả các ca viên, ca đoàn, phủ sứ của chúng ta yên tâm trong đời sống đức tin lắm. Sợ nhất ý, tôi nhắc lại nhé, sợ nhất đang tham gia này mà quỷ cám dỗ chán rồi. À, cái thành phần đấy là quỷ nó bắt đầu theo dõi đấy. À, bắt đầu ra khỏi ca đoàn cái là quỷ theo dõi ngay. Quỷ theo dõi ngay, còn vào một cái thì nó lắc đầu và không ăn thua, vào mất rồi. Còn ra một cái nó theo dõi ngay. Cho nên cứ ở trong cộng đoàn ấy, kính thưa các ca viên, ca đoàn cho sướng lắm. Tôi cam đoan ở trong hội đoàn, đặc biệt là ca đoàn phục vụ Chúa mà là con cái của Đức Mẹ, sướng lắm ấy. Cho nên chúng ta cũng động viên nhau, gắn bó với nhau. Đừng bao giờ chúng ta tách khỏi một cộng đoàn là các ca đoàn, để chúng ta nhờ ơn của Chúa, ơn của Đức Mẹ, chúng ta được ơn cho mình và được ơn cho cả gia đình của mình nữa. Amen.